Mẹ làm gì vậy mẹ? Mẹ đang nghe tôi. Ui, leo lên luôn. Nó biết leo rồi, ngày nào luôn. Để ra tôm nè, chút xíu xin là ăn nha. Ăn gì không? Gì? Cái gì vậy? Anh quay cho mẹ. Cái này nó mong. Ừ, quay cho mẹ. Chút xíu ăn tôm không? Dạ. Cái này đúng không tôm không? Dạ, tôm. Trời ơi, quá trời tôm rồi. Tôm rang nữa. Chú Hà ăn tôm không? Hà ơi. Nghe ơi, mẹ kêu kìa. Hà ăn tôm không? Dạ chứ hả gì ta. Dạ dạ. Ừ. Dạ dạ luôn. Ăn tôm không? Cơm. Ừ, chú mày lột tôm cho ăn nghe. Dạ. Cho nó đỡ miếng đi. Dạ cô chú đi xin nhà. Dạ cho chú. Con đi già. Dạ xin hà. Dạ cô chú. Dạ cho chú. Đây, xin nhà đây cô chú. Hà có yên nó nghe không? Mẹ làm tôm xong rồi mẹ. Mẹ đi ngon quá mẹ. Thơm quá ha. Dạ yeah. Mẹ đi câu cá nè. Chưa có rửa, làm xong chưa rửa nè. Con cá. Con cá. Con cá. Này cá gì vậy mẹ? Cá bóng cá. Mẹ ơi, cá gì vậy? Cá bóng cá. Bóng cá. Mẹ ơi, ôi đi chợ vậy? Ừ, sáng con với mẹ đi chợ đó. Sơn ca đi chợ kìa. Ừ, mẹ Sơn ca đi chợ nữa. Mẹ Sơn ca mua gì cho con? Ừ, mua kẹo thôi nha. Mua kẹo sô-cô-la. Kẹo. Kẹo gì nữa? Kẹo xe. Hay à. Có cá lông ở này không? Có. Dạ có. Dạ có. Thơm quá mẹ ơi. Bóng me cho ăn nha. Dạ. Thơm, thơm quá mẹ. Ừ, thơm chưa? Dạ thơm. Rồi, tắt nha, thơm rồi đó. Con nói thơm cái sân nhà nó hấp vô mẹ. Ờ, ba mẹ con làm gì đó. Hôm nay con đi ăn tôm. Rồi đi câu cá. Đi cá. Đây ăn cái gì vậy? Rồi ăn cơm. Ăn cơm nữa vậy? Ăn sáng. Quay lại nữa nội. Quay nội nữa kìa. Quay nữa. Quay nội nữa kìa. Quay nội nữa kìa hả con? Rồi, quay đi. Rồi, quay đi quay bánh nè.